Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 37 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn Chủ đề của phần 37 này là Sự y suê mãn rỉnh người hải thản căng xiển Mình lặp lại một lần nữa Sự y suê mãn rỉnh người hải thản căng chiến. Bây giờ cái chủ đề này có nghĩa là gì nào? Sử y suê mãn rỉnh người hải Sử y là 11 tuổi Mãn rỉnh là người mù Lùi Hải là cô gái như vậy dịch là cô gái mù 11 tuổi. Hãn Căng Xiển là chơi piano. Cô gái mù 11 tuổi hoặc là cô bé mù 11 tuổi cũng được. Hãn Căng Xiển là chơi piano. Sự dĩ xây mãn rỉnh Lùi Hải Hãn Căng Xiển. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần rồi sau đó mình sẽ giải thích cho mọi người nhé. Xin mời mọi người nghe nào. 一月二十三日是中国广东的陈林的十一岁生日，爸爸妈妈给他准备了好吃的东西，他的好朋友也来一起给他过生日。 陈琳的眼睛有问题，看不见东西。但是他八岁开始学习弹钢琴，九岁就得过大奖。陈琳说：“练琴是他一天里最快乐的时间。他每天练琴两个小时。” Vừa rồi mọi người nghe và nắm được nhiều không ạ? À? Và sau đây thì xin mời mọi người nghe mình giải thích từng phần nhé yì yê ơ sự Ngày 23 tháng Giêng là Là cái gì nè? Ta sẽ tìm cái từ trung tâm của nó sự y sư san rơ là sinh nhật lần thứ 11 Hoặc là sinh nhật 11 tuổi Đây, chữ sư này là là cái gì là câu chữ tơ đằng sau mình dịch lại xưa sử y xuê sân rưa sử y xuê sân rưa là sinh nhật lần thứ 11 sinh nhật lần thứ 11 của ai nào trung của quảng tung tơ trận liễn như vậy là sinh nhật lần thứ 11 của bé trần lâm người quảng đông trung quốc câu nào có chữ tơ thì mình dịch đằng sau dịch lại mình sẽ đọc nó lại một lần nữa nha. 1月23日是中国广东的陈林的 sinh nhật sư của ở Quảng Đông, bà ma mà thá Bố mẹ, tức là ta hiểu là bố mẹ cô ấy, ta ba bà ma thá bê la, là đã chuẩn bị cho cô ấy hào chứ tơ là những cái món đồ rất ngon và những món rất ngon. Ba bà má mà kể thá chuẩn bê là hậu chư là si. Thá tờ hào phẩn vô, Về lại. Những người bạn thân của cô ấy Về lại là cũng đến. Dì chỉ kể thá cô sân rư, cùng nhau đón sinh nhật cho cô ấy. Dì chỉ kể thá cô sân rư. Trần lĩnh tờ chiên, Vô quân thị. Trần Lĩnh Dù Đôi mắt của Trần Lâm có vấn đề Tức là không ổn, bị bệnh tật gì đó Trần Lĩnh Tài Diện Chiên Dù Quân Thị Khăn Vũ Chiên Si không thể nhìn thấy Tôn Si là mọi đồ vật Không thể nhìn thấy mọi vật được Đây là cái cách nói của bổ ngữ chỉ khả năng Khăn Vũ Chiên tức là vô Nẫn Khăn Trên. Khăn Vũ Trên Tôn Si Tan sư là nhân, tha ba suy khai sự sĩ căng chín. Tha ba suy, năm cô ấy 8 tuổi, khai sự sửa sĩ thảnh căng xỉn, bắt đầu học chơi piano. Khai sự sửa sĩ bắt đầu học ha, thảnh là chơi. Chơi các cái loại đàn dụng cụ rồi đó, thản căng xỉn là chơi piano. Chiều suy, chiều tử của ta chàng. Chiều suy là 9 tuổi, chịu là thầy. Tử của tử ta chàng là đoạt được cái giải thưởng lớn, tựa của ta chẳng là từng đoạt được giải thưởng lớn, chịu xê, chưa tự của ta chẳng, chánh niệm số à, bé trần lâm nói, lên triển xưa luyện đàn là là cái gì nào ta lại tìm từ trung tâm nữa, lên triển xưa là bây giờ là cái gì? thì chúng ta tìm nó cái câu chữ tơ câu có chữ tơ mình tìm đằng sau chữ tơ nè là thời gian luyện đàn là thời gian lên xỉn sư sự trên cái thời gian nó như thế nào tha y thiên tha y thiên lì truy khoai lơ thời sử chén là cái thời gian truy khoai lơ là vui vẻ nhất trong một ngày của cô ấy tha y thiên lì khoai lơ thời sử Tha mày thiên có sào sữa Mỗi ngày cô ấy luyện đàn hai tiếng đồng hồ Lên có sào sữa Sau đây xin mời mọi người đọc theo thầy nhé Như cái cụm này thì mình không có cái chỗ nào để ngừng lại hết Chúng ta phải đọc hết nguyên câu này luôn thôi Còn không thì chúng ta dừng lại ngay chỗ thời gian 1 23日 是中国广东的陈林的十一岁生日，爸爸妈妈给他准备了好吃的东西，他的好朋友也来一起给他过生日。 陈琳的眼镜有问题，看不见东西。但是他八岁开始学习弹钢琴，九岁就得过大奖。 陈林说：“练琴是他一天里最快乐的时间。他每天练琴两个小时。”

陈琳的眼镜有问题，看不见东西。但是他八岁开始学习弹钢琴，九岁就得过大奖。陈琳说：“练琴是他一天里最快乐的时间。他每天练琴两个小时。把人带了”到这，我们结 học tiếng hoa qua những bài văn ngắn mọi người nhớ cho thầy một like và học thật kỹ chuyện nào kể được trôi chảy lưu loát rồi mới qua phần mới nhé xin chào mọi người